Hóa ra như vậy. Đàm Phụng, thật ra cho của cô bị hại là câu hỏi còn chưa có câu trả lời. Tất cả bá tánh ở tại thị trấn đều mong mỏi sớm ngày bắt được chân hung, trả thù cho ổng và tẩy gội nỗi oan không rõ ràng của Địch gia. Tại sao tới giờ này cô còn không hiểu rõ? Thật ra tôi cũng đoán được vài ba phần, nhưng mà lỡ tin tin đồn hôm đó ngang tàng xông vào nhà của các người, thật ra tôi không có muốn hành thích đâu, chỉ muốn ép buộc anh nói ra sự thật. Tôi đã hành động lỗ mãng, xin bá mẫu, Địch Dương ca và Nguyễn Hồng tỷ tỷ tha tội lỗ mãng của tôi. Họ nô lão, ngươi là ai? Ta là nhân chứng, ta thấy rõ cái chết của cha cô. Đàm Phụng, để ta nói sự thật cho cô biết. Địch Dương không giết chết cha của cô, lão phu nhân này cũng không có. Người thật sự giết chết cha cô là Địch Cảnh Đường. Chính Địch Cảnh Đường đánh chết cha của cô ở tại bờ giếng của nhà họ Địch đó. Ngươi có bằng cớ hay không? Đây chính là bằng cớ. Có bằng cớ kìa. Đàm Phụng, Địch lão thái thái đã gạt cô. Chồng của bà là Địch Cảnh Đường bỗng dưng bị mất tích bởi vì có liên quan tới cái chết của cha cô. Quan phủ đã điều tra rõ rồi. Địch Cảnh Đường cũng vì chuyện đó cho nên sợ tội bỏ trốn. Cô đọc đi. Giỡn cho lão thái thái kia, mở miệng ra là anh em này nọ, nhưng tất cả đều gạt ta. Nói đi, tại sao bà làm như vậy? Ngày hôm nay ta phải trả thù. Đàm Phụng, đi mau. Hôm nay thiếu một chút đã rơi vào bẫy của các người. Hà Diệp, chúng ta đi. Đi cơ. Công công à, cái chiêu này của ông cao thiệt đó nha. Đàm Phụng bây giờ ở đâu? Cô ta có thể đi đâu đây, để trở về quý đường Sơn Trang nữa rồi. Được, hãy lập tức quỷ đi công văn kia. Dạ. Chết rồi, công văn kia bị Đàm Phụng lấy mất rồi. Ngươi nói cái gì? Tại sao tôi sơ ý vậy chứ? Cái gã ngu ngốc, lần này ngươi đã gây lầm lẫn lớn cho ta rồi đó. Trời, tôi làm sao vậy hả? Mấy cái chữ Địch Cảnh Đường sao tôi bỏ trốn ai giết vậy hả? Tôi chết rồi, để tôi kiếm nó đòi lại. Kiếm nó làm gì? Muốn kiếm cũng phải kiếm sau quý đường. Bỗng dưng mất tích, có lẽ sau khi giết chết phiêu tử Dương Lâm Thục Diệt vì sợ tội bỏ trốn. Tỷ tỷ, còn gì để nói nữa? Cha cố chỉ nhất định bị Địch Cảnh Đường giết chết. Hà Diệp à, em hãy coi thật kỹ đi. Giết vậy mà. Em có thấy không? Hàng chữ cuối cùng bút tích đậm hơn tuần chữ phía trước nhiều. Nếu nói như vậy, những chữ phía dưới có thể sau này mới viết thêm vô. Ta khẳng định nó mắc lừa nữa rồi. Sơn đại bá, Sơn đại thúc. Hai vị của đường đang có gì vậy? Không có gì. Ở nhà có thơ gửi tới, mẹ của cháu nhớ cháu lắm. Dạ phải. Sư quý gia, phú quý của Điền Trang đã tới. Ta biết rồi. Hà Diệp, ở bên trong chắc chắn có vấn đề. Nè, nhất định phải cất kỹ giùm ta, đừng bao giờ để cho người khác biết. Được. Phú quý, ta cũng không thấy việc đó, khi ta làm sao đưa người chứ? Đàm Phụng ở chỗ nhà người, người phải tìm cách lấy cho bằng được vật đó. Ta không có bản lãnh này, nếu có bản lãnh, ngươi kiếm Đàm Phụng đòi lại đi. Sơn quý đường, đừng có quên nha, cái vật đó của nhà người còn trong tay của ta. Ta chỉ cần mang cái vật đó ra, Đàm Phụng không giết nhà người, Địch Dương cũng giết nhà người nữa. Nè, phú quý à, vậy chúng ta thỏa thuận với nhau nhờ. Muốn bàn à, tới Điền Trang để bàn, sẵn sàng chờ đợi. Địch Dương, không cần hỏi, công văn ở trong phòng của phú quý là công văn ngụy tạo. Bạch công công nếu như có thể lấy được công văn của châu phủ, là dám tôi gan ngụy tạo, cho thấy hắn thông đồng với quan phủ. Nếu ra tay từ chỗ này, rất khó đập cái đầu rắn độc đó. Nói tới cùng, hắn làm như vậy là muốn nhìn việc Đàm Phụng. Thôi đừng không đưa Đàm Phụng đi. Nhưng mà Đàm Phụng bây giờ không tin tưởng chúng ta và lâm vào cảnh nguy hiểm. Cô ấy ở tại quý đường Sơn Trang,
Nếu như công văn trong tay cô ấy, tôi thực sự họ sẽ ra tay chúng ta đó. Chúng ta phải hành động ngay lập tức. Được, em đi làm liền. Nè, Sơn Khôi, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không thể dùng sức mạnh. Vì tính sau. Thế nào, Hà Diệp? Hai vật mà họ đang nói, một vật ở tại Tiền Trang, một vật ở trong tay chúng ta. Những vật này liên quan tới sự mất tích của Địch Cảnh Đường và cái chết của cha ta. Chúng ta phải làm như thế nào đây? Phùng tỷ, chúng ta bây giờ chỉ có một con đường. Nói đi. Tìm Địch Dương. Cái gì? Tìm Địch Dương? Không, ta không thể tìm Địch Dương. Lần trước Thiếu Chúc ta đã làm hại mẹ của hắn, hắn không có tha thứ cho ta đâu. Nếu công văn kia là ngụy tạo thì cái chết của cha chị chắc chắn không liên quan tới Địch gia. Chị trao nó cho Địch Dương, người ta khỏi cần mang họa, hắn còn gì không tha thứ cho chị nữa. Cho dù bây giờ Địch Dương đích thân tới mời ta đi nữa, ta còn chưa muốn đi đó. Cái chuyện này đây, trước khi điều tra cho rõ ràng, ta tuyệt đối không rời khỏi chỗ này. Tỷ tỷ, nếu như có chuyện gì, đừng có nông nổi ra ngoài nha. Một người canh cửa này, một người canh cửa sổ, với gia công hai chúng ta, không phải ai cũng có thể vào được đâu. Hà Diệp, em nói đúng lắm. Chúng ta tự thủ ở đây, đợi tới trời sáng, chắc chắn không thành vấn đề. Trời sáng thì tính sao? Đợi tới trời sáng rồi mới tính. Bàn với nhà người. Bàn chuyện gì? Muốn nói cho nhà người biết, Mai Công Công sử dụng phú quý đã giả mạo công văn của châu phủ. Cái đó không đánh nó tự khai, nói rõ sự mất tích của cha ta và cái chết của Đàm Thục Dĩ không liên quan tới người nào khác. Hung thủ chính là Bạch Công Công. Nếu nói như người, chuyện này vô càng với ta hả? Người muốn có liên quan tới nhà người à? Không có. Đương nhiên Công Công vô càng tới ta đó. Đàm Thục Dĩ và chuyện cha người đều do Công Công làm hết. Người tới Điền Trang à, kiếm Công Công đi. Kiếm tới làm gì đây? Nhưng mà Đàm Phụng ở chỗ nhà người, ta không có yên tâm. Nếu như có bản lĩnh, tự cứ đi làm đi, ta không cản đâu. Cô ta không đi, ta không thể miễn cưỡng. Nhưng mà sự an toàn của cô ấy trao cho nhà người đó. Đình Dương, ta với mình không xong nữa. Sao lại cho khổ chứ? Ta không cần biết. Chỉ cần ngày nào Đàm Phụng ở chỗ nhà người, tôi phải chịu trách nhiệm sự sống chết của cô ta. Bản thân nhà người đã nói mà, hung thủ đó ra là Bạch Công Công. Nếu như Đàm Phụng sẽ đi chuyển tại chỗ nhà người, hả? Người có muốn hay không? Cái chuyện đó ta hiểu, không cần người dạy đời ta. Vậy được rồi, chúng ta đi. Ngủ hay sao? Tỷ tỷ, cảm ơn trời đất, đêm qua không xảy ra chuyện gì hết. Em nhờ, suốt đêm gặp cơn ác mộng, làm cho ta ngủ không có được. Em la quá. Phải, em mơ thấy cha em. Ý, phải rồi, Hà Diệp, nói tới cha của em, ông ta là người tốt. Từ cái ngày chị tới Địch gia trấn, ông đã phái em tới đây để giúp cho ta. Nói gì đi nữa, ta cũng phải nói tiếng cảm ơn ổng. Nè, dẫn ta tới gặp ổng đi.
Hey, ông đang ở làng Hổ Sơn, xa chỗ này lắm. Không có sao, vài hôm nữa dẫn ta đi gặp ông nhờ. Từ từ mới tính. Chị à, em muốn nói với chị chuyện của Sơn Kỵ. Sơn Quý Đường đã lấy công văn kia từ trong tay của Đàm Phụng về trao cho ta. Ta trả cái này cho nhà người, như vậy chúng ta rõ ràng hết đó. Công văn quan phủ các người có thể làm giả, cái này đây không phải là thiệt đâu. Người cứng đầu à, chọc giận ta, ta mang cái này trao cho Đàm Phụng. Đàm Phụng ở chỗ ta, ta sợ gì chứ? Sơn Quý Đường, ngươi hiểu rõ, ta cũng hiểu rõ. Chỉ cần ngươi đừng có đụng một cọng lông của Đàm Phụng, Định Dương sẽ xé nhà ngươi ra mảnh vụn đó. Bạch công công, nếu như Quý Đường tôi qua đời, ông cũng không sống được lâu đâu. Vì thế cho nên chúng ta đều cột chặt lại với nhau, ai cũng không thể thoát được. Chỉ cần Đàm Phụng không có rơi vào trong tay của Địch Dương, bất cứ chuyện gì cũng không thể giải quyết. Ông sợ công văn kia rơi vào tay Địch Dương hả? Ta sợ cái gì? Ở trên đó ta không có viết chữ nào hết. Vậy chúng ta còn giao dịch gì chứ? Ta không để cho Đàm Phụng kia nắm lấy công văn ở trong tay của ta. Hãy giải quyết cho ta đi. Sơn Kỵ nói là anh thương em, nhưng mà anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. Chị nói đi, phải làm sao? Em có thương hắn không? Em cũng không biết. Thế nào, phải có lý do à? Cái đó ta cũng không biết. Ta cũng chưa từng yêu ai. Có lẽ là vậy. Ê, tỉ tỉ, chị kiếm cho em một lý do đi. Được, đừng có nói chuyện khác. Cái việc mà hắn nói là hắn thương em, hơn nữa hắn đã thẳng thắn nói rõ với em, cái người hắn yêu chính là Thanh Nhi. Hắn không có nói láo, không có gạt em. Chỉ cái điểm đó thôi, ta cảm thấy hắn là người thành thật. Ừ, em cũng nghĩ vậy đó. Nhưng em lại không biết tính sao về cái chuyện này nữa. Đủ rồi, đủ rồi. Khi nào ta gặp được dịp, ta sẽ nhắc nhở em. Làm sao giúp em? Anh bây giờ đang ở Địch Gia, không thể tới chỗ này. Tại sao vậy? Cha anh và Địch Dương đối nghịch nhau.